Rồi chào các bạn nhé. Thì hôm nay ở cái clip này, nhân tiện ở đây các bạn cũng thấy là đang còn rất là ít hàng, bởi vì hàng iPhone mấy hôm nay bán gần hết rồi, chưa nhập về. Còn mấy cái thôi, mình review lại để xem ai còn cần cái nào thì mua. Và chính vì lý do là ít hàng nên ngay bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo mà người dùng iPhone thì ít nhiều trước giờ mình nghĩ cũng sẽ gặp phải. Và đôi khi nếu như mình không biết được cái này thì mình sẽ có thể là rất là mất công này, mất công để chạy ra tiệm, chạy ra hiệu để nhờ người ta, hoặc là thậm chí có những người không biết lại còn mang đi sửa, hoặc là vào phải những cái tiệm mà người ta bày vẽ nọ kia. Đấy, thì nói tóm lại là như vậy. Và bây giờ các bạn theo dõi thì để mình đầu tiên là mình mô tả cái tình trạng mà nó xảy đến. Thay vì các bạn biết là một cái máy nó xài bình thường như này, cứ bật lên là mở khóa bấm bình thường, ok đấy, thì nó không nói làm gì rồi. Nhưng có một ngày đẹp trời, các bạn chỉ mở được lên cái màn hình này và sau đó các bạn không vuốt được đi đâu hết, không vuốt được một cái gì hết, vuốt vào cảm ứng không ăn đấy, vuốt vào cảm ứng không ăn chẳng hạn, và có ai gọi đến thì vẫn thấy hiện lên nhưng mà không nhấn cái nút để nghe được. Và chắc chắn rồi các bạn sẽ phải cái muốn là thao tác là tắt nguồn, đúng không? Các bạn sẽ ấn nút trừ và nút nguồn là đó để thao tác tắt nguồn, nhưng mà khi mà lên như thế này các bạn cũng không vuốt được. Thế như vậy là các bạn hiểu cái lỗi này chưa? Đấy, nhiều bạn sẽ hiểu lầm rằng là nó bị hư cảm ứng hay là bị đơ liệt màn hình chẳng hạn, nhưng mà thực tế ở đây thì không phải đâu. Thực tế ở đây là không phải, dòng iPhone thỉnh thoảng nó có một cái lỗi như thế. Điều này thì mình cũng không tìm hiểu, không lý giải, nhưng cái cách khắc phục của nó rất là đơn giản, mà để các bạn tắt máy khởi động lại là được. Nhưng mà làm sao để tắt máy khi mà không vuốt được, đúng không? Khi mà các bạn ấn lên như thế này mà không vuốt được thì làm sao mà tắt máy? Đây, nó lên chỉ lên như thế này, không vuốt, không 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 vuốt sang được để mà tắt máy. Đấy, nó báo trượt để tắt máy. Còn khi mà cái máy các bạn bình thường không đơ thì các bạn vuốt đây cái tắt máy thì quá là đơn giản rồi, rất dễ rồi. Đấy, chẳng lẽ lại để chờ cho đến lúc nó cứ hết pin đi rồi mới tắt thì mới mở lên lại được à? Như thế thì nó phiền phức quá. Mà mang ra hiệu thì đôi lúc mất thời gian, mất tiền như mình đã nêu đấy. Thì hôm nay mình chỉ cho các bạn cái cách tắt. Đấy, cách tắt khi gặp cái trường hợp đó các bạn nhá. Đây, các bạn nhớ kỹ cho mình và làm chính xác là được. Các bạn nhớ kỹ cho mình là đầu tiên các bạn thấy nút volume cộng và nút volume trừ này, cộng trừ, cộng là trên, trừ là dưới, bạn thấy chưa? Đấy, các bạn lần lượt ấn cộng này, trừ này, sau đó ấn nút nguồn. Và khi ấn nút nguồn là các bạn ấn giữ luôn cho mình, giữ luôn không nhả ra nhá. Cộng trừ, cộng phát nhả xong, trừ phát nhả xong, nguồn giữ luôn cho đến lúc tắt đen màn hình đi là được. Tắt đen màn hình đi rồi thì đợi một tí, sau vài giây sau các bạn ấn giữ nguyên nút nguồn để khởi động lại là ok. Đó, đây là cái cách để các bạn reset khởi động lại máy iPhone khi mà trong trường hợp gặp phải những trường hợp đơ liệt cảm ứng luôn, không bấm được gì hết. Sau khi khởi động lại nếu dùng bình thường là đã được rồi, còn nếu như không dùng không bình thường thì lúc đó nó mới là lỗi màn hình các bạn nhé. Đó, đấy, các bạn kiểm tra để tránh bị bày vẽ hoặc mất tiền, mất thời gian. Thì nhân tiện đây mình cũng bán luôn con máy này. Ở đây thì mình có một con XS Max này màu đen. XS Max màu đen các bạn nhé. Màn hình là 6 inch rưỡi, hàng này là chuẩn quốc tế. Shop Nhật Nam cam kết chỉ bán iPhone quốc tế, không bán máy lốc. Và cái giá cả mình báo ở đây cho các bạn cũng như báo trực tiếp khi các bạn gọi điện đến là giá máy trần, không có kèm sạc và cái gì hết các bạn nhé. Đấy, mình nêu rõ như vậy vì rất là nhiều bạn hỏi là vì sao lại cứ tưởng là đầy đủ phụ kiện nọ kia, nên mình phải nói rõ cái giá này là giá chỉ có mỗi cái máy như thế này thôi. Đó, tại sao mình lại chỉ báo giá máy thế này mà không báo là giá máy ở tặng kèm phụ kiện, là bởi vì thứ nhất là nó sẽ đôn giá trị sản phẩm lên. Thứ hai nữa là một số bạn sẽ không cần những cái sản phẩm tặng kèm đó, chẳng hạn như nhà các bạn có sạc rồi thì ok, tặng kèm theo làm gì nữa, nó thành ra dư thừa và chắc chắn là không tặng đâu. Cái đó là bán kèm theo máy thôi, nhưng mà đó là một cái cách nói hoa mỹ là người ta tặng các bạn nhé. Nên là bên mình là chỉ bán mỗi máy, không tặng cái gì hết và cũng không kèm vào đây cái thứ tiền gì, chỉ là thêm cái tiền phí ship thôi. Phí ship thì bên mình là không bao phí ship. Tuy nhiên hàng bên mình bán là rất ok và bảo hành cho các bạn tới 6 tháng. Bảo hành cho bạn tới 6 tháng. Khi bán cho các bạn luôn luôn gửi kèm cho các bạn phiếu bảo hành, và theo nguyên tắc thì các bạn luôn luôn phải giữ theo phiếu bảo hành trong suốt quá trình sử dụng máy các bạn nhé. Đối với cơ sở dữ liệu thì Shop Nhật Nam chỉ lưu dữ liệu của khách hàng 6 tháng gần nhất. 6 tháng gần nhất phù hợp với lại thời gian mà mình bảo hành đấy. Còn ngoài 6 tháng có bất kỳ khiếu nại nào thì các bạn phải đưa ra được phiếu bảo hành.
Còn những cái người trong 6 tháng thì bên mình có thể vẫn trích xuất dữ liệu được thì mất phiếu bảo hành vẫn giải quyết. Còn sau 6 tháng nếu mất phiếu bảo hành là không giải quyết các bạn nhé. Đó, nói rõ như vậy để mua cho yên tâm. Thì con này là máy trần là mình sẽ bán 9 triệu, máy màu đen, tình trạng zin nguyên, đẹp keng, máy mã Mỹ, 64 GB các bạn nha, bảo hành cho các bạn 6 tháng và cam kết là hàng chuẩn quốc tế đến trọn đời máy. Máy rất đẹp luôn, pin 89%, màu đen, 9 triệu. Tiếp theo thì nếu đã giới thiệu XS Max thì giới thiệu luôn, ở đây còn một con màu đen 256 GB. Toàn bộ là màu khác là hôm nay bán hết rồi, hôm nay là iPhone còn lèo tèo vài cái đây rất là chất, và iPhone đang lên giá. Lên giá do xăng dầu lên các bạn nhé. Đó, và đây con 256 GB khá là nuột, tình trạng zin nguyên và thay pin. Con này thì thay pin và mình cũng thay pin zin để báo phần trăm cho các bạn sử dụng ngon lành. Thì sản phẩm XS Max này các bạn biết là màn hình to rồi và pin cũng trâu rồi, khá là chất, và pin thay cũng là thay pin zin chuẩn để bạn xài. Và con 256 GB mã Mỹ này sẽ bán cho các bạn với cái giá là 10 triệu 200, cũng là giá máy trần nhá, và cũng bảo hành 6 tháng một đổi một nếu lỗi nhà sản xuất các bạn ạ. Tiếp theo thì có một con máy khá là chất. Con này dạng tồn kho thanh lý, hàng trôi bảo hành, vừa hết bảo hành thôi. Nó không khác gì máy mới luôn, màu đỏ các bạn nhé. Zin nguyên, pin 100% luôn, mới sạc ít lần, mới cứng, không khác gì máy mới, và giá bán là 9 triệu 900 ngàn. iPhone 11 này thì pin rất là trâu, màn hình 6 inch mode nha các bạn. Nó cái form máy như là XR đấy, nhưng mà nó khác hơn tí, đằng sau là hai camera. Đó là iPhone 11 các bạn nha, 11 thường. Giá chỉ có 9 triệu 9 thôi, con này sạc rất là ok rồi. Và hơn thế nữa màu đỏ lại khá là đẹp, máy thì như máy mới rồi, không có việc gì phải lăn tăn. Bảo hành 1 đổi 1 6 tháng và cam kết là hàng chuẩn quốc tế trọn đời máy. Tiếp theo thì hôm nay mình còn iPhone X màu trắng, tình trạng zin nguyên, pin 94. Zin nguyên, máy màu trắng, có ngoại hình đẹp keng, xà beng, chuẩn quốc tế, 256 GB. iPhone X này thì là màn hình là 5 in 8, là màn hình nhỏ nhỏ các bạn nhé, 5 in 8, vừa tay, gọn, chuẩn. iPhone X hay còn gọi là iPhone 10. Máy đẹp keng màu trắng, 256 GB, máy chuẩn quốc tế, mã Mỹ, bảo hành 6 tháng một đổi một, cam kết zin nguyên bản. Cam kết là hàng chuẩn quốc tế đến trọn đời máy. Giá là 7 triệu các bạn nhé, còn đúng một máy màu trắng. Tiếp theo là iPhone 7 32 GB màu hồng, 4 triệu mốt, tình trạng zin nguyên, pin 92, 32 GB, mà máy vỏ hơi xấu nhẹ. Xấu nhẹ thôi, về gắn ốp hoặc dán giúp mình nhá. Xấu nhẹ. Đấy, đây này. Cụ thể là đây chắc có dán hình con gì giờ lột ra nó bị ở đây, cũng đang dán không dám lột nữa, sợ nó lại bong theo, nên là thôi về đây trang trí vào xài tí, 4 triệu mốt. Tuy nhiên là máy ngon, màu hồng, xài ok, hai cam sau. Zin nguyên, bảo hành 6 tháng, giá máy trần 4 triệu mốt các bạn nhé, iPhone 7 Plus. Tiếp theo thì có con màu đen, đẹp, đẹp lên là 3 4 triệu 3, đẹp lên đắt hơn. Con này tình trạng zin nguyên và pin 95. Máy màu đen. Ngoại hình đẹp keng, chuẩn chỉ màu đen nhám. 7 Plus 4 triệu 3 máy trần các bạn nhé. Tiếp theo là 6S. 6S màu silver, 64 GB, tình trạng zin nguyên, pin 83%. Zin nguyên, màn hình 4 in 7, con này nhỏ gọn. Máy phụ nghe gọi chọi đồ các kiểu ok. Thì các bạn cũng đã biết rồi, bây giờ đi mua một cái máy nghe gọi ở cái đời mới bây giờ cũng đắt phết đấy. Nó sắp sửa không sản xuất những cái đời cũ rồi, nó ra những cái đời mới gì đây. Toàn triệu mấy một máy, triệu mấy 2 triệu thì mua mấy con này, này còn giải trí được này. Xem YouTube được này, nghe nhạc, xem phim, chưởng đồ các kiểu, con đà điểu ngon luôn. Giá chỉ có 2 triệu 6 thôi. Màu silver và có màu hồng nữa. Màu hồng cũng giá như thế, máy cũng đẹp zin như thế và cũng bảo hành 6 tháng. Nói chung ở bên mình thì cái đặc điểm là từ cái linh kiện này, từ cái máy rẻ hay máy đắt gì cũng đều bảo hành cho các bạn 6 tháng. Đó, nếu như các bạn đạt đủ điều kiện để bảo hành. Trong một vài trường hợp nếu không đạt đủ điều kiện để bảo hành thì xin các bạn đừng có nói tới nói lui, mất lòng. Các bạn cứ đạt đủ yêu cầu bảo hành mình sẽ đổi nhá. Đấy, chứ còn xài 3 4 năm rồi mới nhảy ra bảo nó lỗi thì thôi thua rồi. Cái máy mà xài 3 4 năm rồi mà trong khi mình bảo hành có 6 tháng à, mới quay lại khiếu nại thì rồi cũng chẳng đưa ra được là phiếu bảo hành hay các thứ gì, thì mình đâu biết các bạn có phải mua máy bên mình đâu không đâu. Hay là thằng nào nó ghét mình nó nói chuyện bâng quơ, đúng không? Đó. Còn nói thật, đầy đủ tiêu chí lỗi kỹ thuật và trong thời hạn bảo hành, còn phiếu bảo hành đầy đủ các kiểu là bên mình sẽ đổi.
đấy, còn không nói chuyện mà không có mục đích các bạn nhé, không có cơ sở và không có căn cứ đó. Máy hay bất cứ phụ kiện các bạn cứ trương ra được bằng chứng là mua hàng bên mình, và khi các bạn biết là các bạn mua hàng bên mình là cho dù có mua online thì hàng đến các bạn cũng được kiểm tra hàng là thứ nhất này, thứ hai nữa mình luôn luôn gửi kèm theo cái phiếu bảo hành, thì tất cả các khách hàng mua hàng mình mấy năm nay đều biết rồi mà đấy, nhưng mà có một số thì cố tình không biết đấy thì mặc kệ thôi. Rồi tiếp theo thì iPhone 8 đây, iPhone 8 thì cũng là có màn hình 4:7 nhưng con này thì nó sang xịn mịn hơn con 6S nhiều, bởi giá nó cũng đắt hơn mà, tiền nào của đó, con này nó tới 4,3 triệu. Lưng sau bằng kính thì nhìn nó khá là sang chảnh, ok, nhưng xài cũng phải cẩn thận vì bằng kính thì mong manh dễ vỡ đấy, nó kính mà kính cường lực mà đập còn vỡ chứ đừng có nói kính mỏng như thế này, nên là xài cũng phải cẩn thận nhá, cứ làm vỡ xong ra bảo em chả làm gì hết, để tối đêm ngủ dậy sáng xong nó vỡ thế thì vô lý lắm, những cái vô lý đấy không ai người ta bảo hành như mình đâu. Đấy, con này là 4:7, giá 4,3 triệu, tình trạng zin nguyên thay pin, máy có ngoại hình đẹp keng, chuẩn quốc tế, bảo hành 6 tháng. Tất cả iPhone mình chỉ bán hàng quốc tế, không bán máy lốc các bạn nhé. Rồi tiếp theo thì có một con XS Max thanh lý cực rẻ đấy. Đây, con này là anh nào không cần ngoại hình đây thì mua được rẻ hơn cả tiền triệu luôn, có 8,2 triệu thôi, nó chỉ chầy tí viền, không cấn móp bể vỡ màn hình luột đẹp, không chầy, chỉ chầy viền một tí thôi. Tình trạng zin nguyên, pin 86, 64GB, máy mã Mỹ các bạn nhé, chuẩn quốc tế, ngon lành, 8,2 triệu. Có đúng một cái thôi. Đấy. Thanh lý 8,2 triệu. XS Max màn hình 6.5 inch. Rồi tiếp theo đây thì còn nốt con iPhone XS, giới thiệu nốt. Đây, con XS này là màu gold, con này tình trạng thì cũng zin nguyên và thay pin. Mình cũng thay pin báo phần trăm đồng hoàng, tức là pin zin báo phần trăm, còn pin bình thường thay vào báo bảo trì. Ít nhiều thì chắc là cũng có một số khách hàng đã xài lâu và tự đi thay pin thì cũng biết. Có nhiều nơi thay là nó không báo phần trăm, gắn vào nó báo bảo trì đúng không, nó báo đây không phải linh kiện chính hãng, còn đây mình thay là báo phần trăm và không có cảnh báo linh kiện không chính hãng này kia đồ cho nó đỡ nhức mắt đấy, ngon lành. Bao cam kết mua về chỉ việc dùng, mà 7,3 triệu, máy màu gold đẹp, máy trần các bạn nhé. Thì nhắc lại các bạn một lần nữa là tất cả sản phẩm mình báo giá máy trần và chưa kèm phụ kiện, để cho các bạn có sự lựa chọn về cái việc mà nếu như chưa có sạc thì chúng ta mua sạc, còn có rồi thì chúng ta khỏi mua. Rồi tiếp theo thì giới thiệu cho các bạn con iPad Air, mấy ngày hôm nay mới về được mấy con, đẹp quá như mới. Hàng có thể nói là trong kho nhập về, tồn kho xuất ra. Đấy, iPad Air 16GB. Máy như mới luôn, màu xám lông chuột. Có 4 máy mà đẹp như nhau, đẹp như này hết các bạn nhé, đẹp không tì vết. Đấy, đẹp không tì vết. Đây, cố tình quay các góc cho các bạn luôn để các bạn thấy là nó không bị cấn móp hay bể vỡ hết. Con này là phiên bản 4G Wi-Fi đầy đủ, tức là dùng sim mạng cũng được mà dùng Wi-Fi cũng được. Sản phẩm 10 inch, pin rất là trâu. Học hành chơi game hoặc là lướt web, xem phim, nghe nhạc thì con này là đỉnh của chóp rồi. Mà giá thì cũng cực kỳ là hấp dẫn, chỉ có 3,9 triệu thôi, giá cực kỳ là hấp dẫn đấy. Đối với sản phẩm iPad Air hay còn có tên gọi khác là iPad 5 đấy, màu xám lông chuột 10 inch, hàng chuẩn của hãng nhà táo cắn dở, hãng Apple, Apple đấy các bạn, chứ không phải là Oppo của Trung Quốc kia đâu nhá, đừng nhầm nhá. Có hai hãng tên nó gần giống nhau, đọc cứ treo hết cả lưỡi ra. Rồi giá máy trần là 3,9 triệu đây các bạn. Đấy, ngon lành, máy cam kết zin chuẩn quốc tế, 4G Wi-Fi đầy đủ, bảo hành cho các bạn 6 tháng. Tuy nhiên là đừng làm vỡ ra rồi bảo là để đến sáng tự nhiên nó lại nứt ra thế này chứ em không biết gì. Đấy, cái không biết đấy cũng là cái tội nặng lắm đấy. Đồ của mình là mình phải biết các bạn nhé, chứ hở ra cái bảo em không biết là chết. Đồ của mình mà mình không biết thì còn ai biết cho mình nữa. Rồi tiếp theo là con Note 10 Plus màu đa sắc, máy đẹp keng như mới, hàng tồn kho thanh lý nên là rất mới luôn, có thể nói mới keng xà beng. Và đây là phiên bản chính hãng, phiên bản chính hãng bạn thấy này, nói không sai, còn cả cái ganti trên này chưa xài, chưa bị hỏng, chưa lột đi nữa này, bây giờ lột ra này. Có nhiều người cứ tưởng cái này là vết chày nên là thôi mình lột mẽ đi cho xong. Đấy, nhiều ông về cứ cãi với mình là đấy là vết chày. Đấy, lột ra bóng lưỡng này, bóng còn hơn cả đánh bát luôn. Đó. Thì con đa sắc này là 9,7 triệu. Đây là cái hàng chính hãng các bạn nhé. Có một số bạn hay hỏi mình về cái bản sách tay
và so sánh với một số nơi bảo là bán khoảng 7 triệu rưỡi, thì mình xin nói là bản sách tay á, mà bên mình có bán có 7 triệu thôi, nhưng bên mình không làm bằng sách tay đấy, ít lắm, lâu lâu mới có thanh lý một con thôi, không làm nhá. Còn hàng chính hãng thì nó phải đắt hơn, nên đừng so sánh, hai mặt hàng nó khác nhau. Đấy, con này 9 triệu 7, bảo hành 6 tháng, chính hãng dùng 2 sim. Sản phẩm này thì cấu hình khá là chất, RAM 12, bộ nhớ tới 256GB luôn nha các bạn. Bên cạnh đó thì có màu đen 9 triệu rưỡi, cũng thế, cũng là tồn thanh lý ra lên là mới keng, có thể nói là mới keng xà beng luôn. Hay là mình hay trêu là leng keng như xà beng, chứ thực ra thì cái câu leng keng như xà beng nó chả ý nghĩa gì hết đó. Nó chỉ cái câu như xà beng là nó nhấn mạnh cho cái chữ leng keng thôi ha, nó đọc nghe nó có vẻ hoành tráng, nghe có vẻ mới mẻ đấy, nhưng mà mới thật, chính hãng mới ra 12, bộ nhớ 256, giá 9 triệu rưỡi, màu đen, mua xài hơi ngon. Tiếp theo có con Oppo A76 giá 4 triệu 7. Tại sao mình lại phải báo giá lại con này? Vì có bạn nhầm lẫn thì bảo con này 3 triệu, 3 triệu thì mình phải bán đi mấy thùng lúa giống nữa thì mới đủ bù vào đây. Nhưng mà rất tiếc nhà không làm nông nghiệp nên là không có lúa. Đấy. Nên là thôi vẫn phải bán 4 triệu 7 con A76 này nhá. Con này thì pin trâu, cấu hình khỏe, máy như mới, còn bảo hành đến cuối tháng 3. Đấy, bản chính hãng. Camera khỏi chê, hai camera tròn xoe như hai cái hòn mắt trâu này thì khỏi phải nghĩ. Máy hơi form máy dày dày này thì pin thì khá trâu rồi. Đấy, ngoại hình là nói lên tất cả rồi. Trông mặt mà bắt hình rong luôn ha. 4 triệu 7 máy trần các bạn nhé, Oppo chính hãng A76. Gắn cái ốp chưa vào để gắn vào cho nó đàng hoàng. Đấy, có cái ốp luôn, không lỡ vứt đi để tặng cho bạn nào mua. Rồi, tiếp theo thì có A71 đây. A71 5 triệu rưỡi, hàng chuẩn quốc dân, hãng Samsung đây. Hàng bán chạy nhất mọi thời đại đây. Đây có một con máy rất mới, không khác gì máy mới luôn, màn hình là 6 in 7 các bạn nhé. RAM 8, bộ nhớ 128GB và là hàng chính hãng. Máy màu đen lịch lãm, đẹp leng keng như xà beng. Chuẩn chỉ chính hãng, 2 sim, giá 5 triệu rưỡi, có đúng một cái. Và tiếp theo là cũng một con khá là chất và rất là mới luôn. Chỉ lỡ cầm vào nhiều nên dính dấu tay vào đây thôi để chùi cái. Đó là con Vivo Y21S pin trâu, cấu hình khá là khỏe, đua RAM. RAM tổng cộng là 8GB, bộ nhớ là 128GB, 8GB nhưng mà là 2 RAM nhé, 1 RAM 2 và 1 RAM 6 cộng lại. Camera thì khỏi phải chê, máy có form máy đẹp và đây là một con máy rất là mới, chỉ thua máy mới cái hộp thôi, máy chưa ai dùng, mới keng. Thanh lý ra với giá là 3 triệu 900 nghìn các bạn nhé, 3 triệu 900 nghìn, một con máy khá chất. Rồi, vừa rồi thì mình đã giới thiệu cũng như là chia sẻ cho bạn mẹo hay như thế. Thì bạn nào mà yêu mến mình thì đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng đừng quên like và chia sẻ video. Còn ai mà có nhã ý mua máy thì alo cho mình qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là số 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng. Bên mình cam kết là hàng zin và bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng nếu có lỗi của nhà sản xuất các bạn nhé. Mọi vấn đề không đủ điều kiện để bảo hành như là rơi vỡ vào nước hoặc là quá thời hạn bảo hành rồi thì sẽ không được bảo hành các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến đồng hành cùng Di Động Nhật Nam. Bạn nào gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì hãy đến trực tiếp shop của mình để xem và mua hàng ủng hộ mình. Các bạn ở xa yên tâm mua với hình thức mua bán online, các bạn được kiểm tra hàng bởi vì bên mình có ship code toàn quốc, chỉ cần đặt cọc trước từ 1 đến 500 nghìn tùy theo giá trị của sản phẩm mà đặt cọc các bạn nhé. Chẳng hạn như là dưới 5 triệu thì các bạn đặt cho mình 100 thôi, trên 5 triệu đặt 200 và trên 10 triệu là đặt 300, trên 15 triệu là đặt 500. Sau đó hàng sẽ được ship đến tận nơi, tận nhà các bạn, tùy theo vùng miền. Nó sẽ có thời gian ship là từ 2 cho đến 5 ngày. Nếu mà hàng đến là các bạn sẽ được kiểm tra hàng ok, ngon lành, rồi thanh toán nốt số tiền còn lại nhé. Sau khi bạn nhận hàng thì cứ xài bình thường. Ok, mình bảo hành cho 6 tháng một đổi một nếu có lỗi kỹ thuật các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký đi, còn chần chờ gì nữa. Và nhớ like, chia sẻ video đến nhiều người hơn để cùng ủng hộ cho Di Động Nhật Nam. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.